hãy dừng lướt điện thoại vô bổ và chạy bộ ngay ngày hôm nay. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Sống Khỏe Cùng Hiếu, kênh chia sẻ các kiến thức về dinh dưỡng, luyện tập và lối sống lành mạnh. Ngày hôm nay của bạn như thế nào? Mọi thứ đều tuyệt vời chứ? Hãy chia sẻ cùng mình ở phần bình luận phía dưới video này nhé. Bạn đang xem video này bằng điện thoại di động, iPad hay là máy tính? Mình đoán đa số các bạn đang xem video này bằng điện thoại di động đúng không? Tại sao mình lại đoán được điều này? Bởi vì điện thoại từ lâu đã trở thành vật bất ly thân trong cuộc sống hiện đại của chúng ta ngày nay. Điện thoại di động giờ đây không chỉ còn đơn giản là phục vụ các cuộc đàm thoại, mà nó còn là một thiết bị giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. Có thể kể đến như quay phim, chụp hình, xem phim, học tập, giao dịch ngân hàng, đầu tư chứng khoán, điều khiển các thiết bị và vô số ứng dụng của điện thoại trong cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta đã trở nên tiện lợi hơn rất là nhiều khi có thể xử lý mọi thứ chỉ với một thiết bị trong lòng bàn tay. Nhưng bên cạnh vô số lợi ích mà điện thoại di động mang lại thì nó cũng đem lại cho chúng ta vô số phiền toái nếu sử dụng không đúng cách. Sử dụng không đúng cách mà mình nhắc đến ở đây là gì? Đó chính là việc lướt điện thoại vô tội vạ, sử dụng các ứng dụng mạng xã hội quá nhiều mà chính bản thân mình đã có một thời gian dài trải nghiệm. Thời gian đó công việc của mình khá là nhàn nên là mình có nhiều thời gian rảnh hơn. Mình chọn xả hơi sau một thời gian dài vất vả công việc cũ với tâm lý ngày rộng tháng dài còn phía trước, đời mấy tí, chơi tí đã. Thế là thời gian sử dụng các ứng dụng mạng xã hội của mình ngày càng tăng lên, từ 1 đến 2 giờ hàng ngày, sau một thời gian tăng lên 4 đến 5 giờ hàng ngày. Dần dần mình cảm giác mình không thể bỏ được cái điện thoại xuống, trừ những lúc làm việc, mà có làm việc thì cũng cứ nhấp nhổm, chốc chốc lại cầm điện thoại lên để xem có gì mới một cách vô thức. Còn khi về nhà thì gần như nó ở bên cạnh mình tuyệt đối, nếu không ở trên tay thì ở trong túi quần của mình những lúc tay mình bận. Và mình dùng điện thoại đến tận khuya, hôm nào cũng tự nhủ dùng tí thôi, nhưng sau đó đâu lại vào đấy, điện thoại chỉ rơi khỏi tay mình khi mình ngủ quên vào lúc nửa đêm gần sáng. Sau một thời gian như vậy thì mình đã có những trải nghiệm quý giá trong cuộc đời, đó chính là những tác động tiêu cực mà mạng xã hội mang đến cho mình. Điều đầu tiên có thể kể đến đó chính là mình rất là áp lực và bị trầm cảm nhẹ, bởi vì mạng xã hội đã cho mình thấy quá nhiều thứ mà mình chưa biết. Mọi thứ thì đều bóng bẩy, hào nhoáng, đẹp đẽ hết sức, bạn bè, người nổi tiếng khoe cuộc sống sang chảnh, khoe nhà, khoe xe, khoe sổ đỏ, người khoe đi du lịch nước ngoài, một vài người bạn thân thì khoe gia đình êm ấm. Trong khi đó nhìn lại bản thân mình, 29 tuổi, đi xe số, độc toàn thân, lương 8 con số, thật là áp lực ghê gớm. Mình cứ chìm đắm trong những câu hỏi, tại sao mọi người lại giỏi thế? Mình có thật sự là một người thất bại ở tuổi 29 hay không? Phải chăng mình đã chọn sai công việc? Những câu hỏi đó cứ ám ảnh trong đầu mình khiến mình chẳng thể nào yên lòng. Những cảm xúc tiêu cực cứ theo đó bám lấy mình, khiến công việc của mình ngày càng kém hiệu quả, dễ nổi nóng và ngày càng tự ti, mất niềm tin vào bản thân. Thứ hai là mình thường xuyên mệt mỏi và thiếu ngủ. Thật không thể không thừa nhận là mạng xã hội có một sức cám dỗ cực kỳ lớn. Mình thường xuyên dậy muộn và đi làm trễ vào buổi sáng, tự hứa với bản thân mình rằng từ hôm nay sẽ phải đi ngủ sớm, không thức khuya nữa. Nhưng sau đó đâu lại vào đấy, buổi tối mình hứa chỉ dùng điện thoại một tí thôi, và kết quả là mình chỉ để rơi điện thoại khi mình ngủ quên khi đã qua ngày mới. Các thuật toán của mạng xã hội thì vô cùng thông minh, nó biết được bạn đang quan tâm tới điều gì và liên tục đề xuất những nội dung khiến chúng ta không thể rời mắt khỏi nó. Dần dần chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn cho nó và phụ thuộc cảm xúc vào nó, mất đi thời gian để kết nối trực tiếp với gia đình, người thân, bạn bè. Bên cạnh đó là vấn đề lười vận động, ngồi một chỗ quá lâu cùng với tư thế ngồi cúi đầu về lâu dài sẽ mang đến nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Bạn có gặp phải những vấn đề như mình đã từng gặp? Nếu không thì chúc mừng bạn, bạn là số hàng hiếm trong xã hội hiện nay. Còn nếu có thì hãy xem hết video này, bởi vì trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài mẹo để có thể cải thiện cuộc sống của các bạn ngay ngày hôm nay. Rồi cuộc sống của chúng ta sẽ vui vẻ trở lại như khi chúng ta còn là một đứa trẻ, sống vô tư và thoải mái, làm những điều mình thích, học tập và lao động như chó ngoan Bác Hồ. Thật tuyệt vời phải không nào? Có một câu nói mà mình rất là tâm đắc của Peter Drucker, đó là nếu chúng ta không biết đo lường, chúng ta sẽ không thể quản lý. Tại sao mình lại tâm đắc câu này? Nó có liên quan gì đến việc sử dụng mạng xã hội? Nghe qua thì chúng chẳng có gì liên quan đến nhau cả. Nhưng trước hết, bạn hãy trả lời mình một câu hỏi. Bạn đang sử dụng điện thoại bao nhiêu lâu một ngày? Bạn không hề biết phải không? Đó chính là lý do tại sao mình đề cập đến câu nói trên. Bạn không thể quản lý được thời gian sử dụng điện thoại của mình khi bạn không biết chính xác bạn đã sử dụng bao lâu trong ngày. Chỉ khi bạn biết rõ ràng bạn đã sử dụng bao nhiêu tiếng, ứng dụng nào bạn đang sử dụng nhiều nhất, bạn mới có thể quản lý và điều chỉnh thời gian sử dụng điện thoại. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể biết được thời gian mà chúng ta đã sử dụng điện thoại? Điều này khá đơn giản. Nếu bạn đang dùng iPhone, hãy vào phần cài đặt, chọn thời gian sử dụng. Tại đây, bạn sẽ xem được thống kê chi tiết thời gian sử dụng điện thoại, thời gian cụ thể sử dụng các ứng dụng, số lần cầm điện thoại lên, thời điểm sử dụng điện thoại nhiều nhất, cũng như xu hướng sử dụng trong tuần. Nếu bạn dùng hệ điều hành Android, thẻ truy cập cài đặt, chọn tiện ích số và kiểm soát truy cập và xem các chỉ số tương tự. Hãy thử dừng video lại
và xem thời gian trung bình bạn đã sử dụng điện thoại trong tuần qua. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên với những con số mà mình nhìn thấy đấy. Bạn có bất ngờ với những con số mà mình vừa nhìn thấy không? Bạn không tin phải không? Nhưng mà đó là những con số chính xác và bạn phải thành thật nhìn nhận vấn đề. Và điều quan trọng nhất là bạn phải nhận thức được bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian và những thứ không mang lại giá trị cho bản thân. Đừng xem thường những điều này. Vậy bây giờ ta phải làm như thế nào? Mọi thói quen, kể cả thói quen tốt và thói quen xấu thì đều có thời gian để hình thành. Để thay đổi thói quen thì hãy cho mình thời gian từ từ để thay đổi. Bạn không thể thay đổi mọi thứ ngay lập tức. Một số mẹo nhỏ để giảm thiểu thời gian sử dụng mạng xã hội mà mình đã áp dụng, các bạn có thể tham khảo. Thứ nhất, thiết lập thời gian giới hạn cho từng ứng dụng. Ví dụ sau khi xem thống kê, ngày hôm qua bạn đã sử dụng TikTok 1 giờ 30 phút thì ngày hôm nay hãy giảm xuống còn 1 giờ 15 phút, 1 giờ hoặc là 30 phút tùy với sức mạnh ý chí của bạn. Cách làm thì rất là đơn giản. Vào cài đặt, chọn thời gian sử dụng, chọn giới hạn ứng dụng, chọn thêm giới hạn, sau đó thiết lập thời gian giới hạn cho từng ứng dụng. Khi đã sử dụng hết thời gian đã cài đặt thì ứng dụng sẽ thông báo thời gian đã hết và bạn không được lạm dụng thêm thời gian để giải trí nữa. Cách làm này thì mình thấy rất là hiệu quả. Thứ hai, để xa điện thoại ngoài tầm với. Cách này thì áp dụng khi bạn làm việc, hãy để xa điện thoại ngoài tầm với để loại bỏ phản xạ cầm điện thoại lên kiểm tra thông báo mới. Bạn sợ sẽ không nhận được những cuộc gọi và tin nhắn quan trọng. Yên tâm, hãy sử dụng một chiếc đồng hồ thông minh. Bạn sẽ nhận được những thông báo về những cuộc gọi và tin nhắn trên đồng hồ. Nếu là cuộc gọi quan trọng, hãy đứng lên và trả lời. Bạn sẽ tiết kiệm được cả tá thời gian để xem những thông báo, tin nhắn, cuộc gọi không quan trọng trong giờ làm việc. Và điều quan trọng hơn là bạn sẽ tập trung hơn cho công việc. Hiệu suất công việc tăng là điều không thể tránh khỏi. Điều thứ ba, hãy thực sự giải trí. Nếu bạn muốn xem TikTok, YouTube, Facebook, hãy dành thời gian và chú tâm toàn bộ để thưởng thức thay vì chốc chốc lại truy cập chúng. Và hãy chỉ sử dụng các ứng dụng giải trí này trên máy tính. Bằng cách cam kết với điều này, bạn sẽ không thể giải trí trên giường khi đã tắt đèn đi ngủ. Điều này sẽ khiến giấc ngủ của bạn ngon hơn và loại bỏ dần thói quen sử dụng điện thoại trên giường. Điều thứ tư, hãy cài một hình nền thực sự chú ý. Bạn có bao giờ vô thức cầm điện thoại lên nhưng mà không biết để làm gì không? Hay là đột nhiên bạn nhớ ra là mình cần làm gì đó trên điện thoại nhưng mà khi cầm lên thì quên mất tiêu là mình cần làm gì? Vậy thì hãy tự thiết kế một chiếc hình nền thật ấn tượng với 8 chữ thật lớn: tôi cầm điện thoại lên để làm gì? Với chiếc hình nền ấn tượng này, mỗi khi bạn cầm điện thoại lên, bạn sẽ nhớ tới mục đích thật sự của bạn là gì. Tin mình đi, cách này cực kỳ có hiệu quả. Bên cạnh thực hiện điều trên thì bạn cũng phải bắt đầu một thói quen mới. Thói quen mới mà mình gợi ý các bạn bắt đầu đó chính là chạy bộ. Đối với chạy bộ thì mình có khá nhiều trải nghiệm thú vị. Và một trong số những điều đó là khi bạn buồn thì bạn hãy chạy bộ. Vì khi chạy bộ bạn sẽ nhận ra được rằng sức khỏe của bạn còn kinh khủng hơn cả những nỗi buồn tồi tệ nhất mà bạn đã từng trải qua. Thể dục thể thao thì đem lại nhiều lợi ích không thể bàn cãi cho chúng ta. Áp dụng với việc giảm thiểu thời gian sử dụng điện thoại thì lợi ích của nó sẽ tăng lên gấp đôi, gấp ba. Khi bạn có 1 giờ đi bộ, chạy bộ là bạn đã bớt đi 1 giờ lướt điện thoại, bớt đi 1 giờ áp lực, bớt đi 1 giờ suy nghĩ tiêu cực. Bên cạnh đó là tăng cường sức khỏe, tăng cường sự tự tin, tăng cường sự minh mẫn cho bản thân. Để bắt đầu chạy bộ thì rất là đơn giản. Bạn chỉ cần một đôi giày vừa chân, một bộ quần áo thoáng khí là có thể sải bước và cảm nhận không gian tuyệt vời ngoài công viên hay là đoạn đường thật đẹp mà thường ngày bạn vô tình bỏ qua. Hãy nhớ là khởi động thật kỹ trước khi tập luyện để tránh chấn thương không mong muốn. Bạn cũng có thể sử dụng tai nghe để cảm thấy phấn chấn hơn khi chạy bộ. Hãy tăng dần cự ly một cách hợp lý và kiên trì bền bỉ mỗi ngày. Nếu vào một ngày đẹp trời, bạn cảm thấy mệt mỏi và không muốn nhấc chân ra khỏi giường, hãy nhớ và áp dụng quy tắc 2 phút. Bạn chỉ cần xỏ giày và chạy 2 phút, nó sẽ thực sự có hiệu quả. Để tận hưởng những cung đường chạy một cách tuyệt vời nhất, hãy tìm một người bạn đồng hành, một đội nhóm để cùng nhau khích lệ và tưởng thưởng những thành quả của nhau. Bạn sẽ luôn có động lực luyện tập mỗi ngày vì luôn có đồng đội bên cạnh động viên và làm gương cho bạn. Nếu bạn chưa có bạn đồng hành và đồng đội thì hãy tham gia cùng mình nhé. Chúng mình có một nhóm chạy bộ kiên trì mỗi ngày. Mọi người đăng ký số km chạy theo sức của mình. Nhờ có đội nhóm kỷ luật và luôn luôn kiên trì, rất là nhiều các thành viên trong nhóm đã có những huy chương marathon đầu tiên như mình đấy chẳng hạn. Mỗi lần nghe những tiếng leng keng này là mọi mệt mỏi của mình tan biến hết. Mình sẽ rất là vui khi được đồng hành cùng các bạn. Ngày hôm nay nếu bạn đang sử dụng mạng xã hội 3 giờ, ngày mai hãy giảm xuống 2 giờ 45 phút. Đó là một thành tựu. Bạn không cần nhanh, chỉ cần đừng dừng lại. Hãy luôn kiên nhẫn và yêu bản thân, bởi vì mọi thứ đều cần thời gian. Và hãy bắt đầu thói quen mới mà mình đã giới thiệu ngay ngày hôm nay nhé. Bởi vì đó là thói quen hạt nhân giúp thay đổi mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn. Một ngày không xa, bạn sẽ trở nên vui vẻ, hoạt bát, tràn đầy năng lượng, cuộc sống tràn ngập những điều mà bạn mong muốn. Thật tuyệt vời phải không? Hãy luôn nỗ lực và kiên trì, rồi bạn sẽ nhận thấy những điều mà mình nói ngày hôm nay. Ngay bây giờ hãy ngồi xuống, xác định những việc cần làm, đặt cho mình một mục tiêu và hãy bắt đầu hành động ngay nhé. Cuộc sống của chúng ta thì đã có quá nhiều ngày được gọi là ngày mai. Và cũng đừng quên chia sẻ video này tới bạn bè, đồng nghiệp, người thân của bạn nếu bạn cảm thấy nó hữu ích nhé. Hãy nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để chúng ta có thể gặp gỡ nhau thường xuyên hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.